Việc xin visa vào nước Mỹ thường là phức tạp hơn so với những quốc gia khác nên các bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên trước khi qua Mỹ khoảng 2 tháng thì các bạn nên nộp đơn xin visa. Điều đầu tiên là các bạn vào trang web của đại sứ quán hoặc lãnh sứ quán để coi các thông tin cần thiết về các giấy tờ. Về mặt điền các đơn 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 từ thì các bạn nhớ phải đầy đủ điền đầy đủ các thông tin cần thiết mà người ta yêu cầu. Một việc nữa là trong ngày phỏng vấn, các bạn nên nhớ mang theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết để cho cuộc phỏng vấn được thành công. Tôi có một lời khuyên dành cho các bạn, đó là các bạn nên đặt vé 1 tháng. Tuy nhiên nếu bạn nào mà có một số lý do nào đó mà không thể đặt vé sớm được thì tôi có thể chia sẻ với các bạn một địa chỉ ở Hà Nội nơi có thể giúp bạn đặt vé trước một vài ngày với giá vé rất là tốt, đó là 65 Quán Sứ. Tuy nhiên các bạn nên nhớ là các bạn nên đến Colombia trước 1 tuần để các bạn có thể hoàn thành các thủ tục nhập học cũng như là làm quen với môi trường ở đây. Trước khi mình sang Colombia thì mình đã có một số cái kinh nghiệm về việc chuẩn bị đồ đạc và mình muốn chia sẻ ở đây cùng với các bạn. Vì là cái tâm lý con gái nên là sự chuẩn bị thừa còn hơn thiếu nên là mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn, thậm chí là mình đã chuẩn bị đến 1,5 vali là đồ ăn, và đấy là một cái sai lầm lớn khi mà mình đến Colombia, bởi vì rằng là ở bên này các bạn đã có thể tìm thấy rất là nhiều đồ ăn Việt Nam, những cái nguyên liệu mà cần để cho các bạn nấu món ăn Việt Nam như là bột tẻ, bột nếp, mắm tôm, tất cả mọi thứ các bạn có thể tìm thấy ở đây và các bạn có thể nấu được những cái món ăn Việt Nam rất là ngon. Chỉ có một cái điều là nếu như khi mà các bạn sang bên này thì trong những ngày đầu thì các bạn nên chuẩn bị một ít mì tôm để nếu trong trường hợp các bạn chưa đi được chợ thì các bạn có thể có đồ ăn dùng trong những cái ngày đó. Còn đối với việc quần áo thì mình có thể khuyên các bạn rằng là các bạn nên mang nhiều quần áo mùa đông hơn so với quần áo mùa hè, bởi vì là thứ nhất là mang quần áo mùa đông ở bên này thì đắt hơn so với quần áo mùa hè, chính vì vậy mà và mùa đông ở bên này cũng lạnh hơn, chính vì vậy mà việc mang quần áo mùa đông đi cho các bạn việc mang quần áo mùa đông sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Còn cái mùa quần áo mùa hè thì các bạn có thể mua ở bên này với giá khá là rẻ. Các bạn có thể đi xuống downtown hoặc là đi ra mall với những cái đợt sale, các bạn có thể mua những cái quần áo mùa hè với giá chỉ còn 1 đến 2 đô thôi. Cực kỳ là đẹp và cực kỳ là thuận tiện. Ngoài ra thì việc mua quần áo trái mùa cũng là một cái sự thuận tiện nữa. Ví dụ như là mùa hè thì các bạn mua cho quần áo mùa đông thì cái giá của nó sẽ chênh đến khoảng tầm 75 đến 80%, và như thế là tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Và vấn đề nữa ở khi các bạn đi du học cũng là một vấn đề khá quan trọng. Vì vậy khi các bạn đã chắc chắn là mình có thể sẽ sang đây học, nó như là nhận được giấy báo của trường, thì các bạn nên bắt đầu tính đến chuyện nơi ở bên đây thế nào. Một số cách các bạn có thể làm là liên hệ với thành viên VSA để có thể hỏi họ về giá cả, cũng như nhờ họ việc đặt cọc và xem cái nơi ở có tốt không. Chứ nó không đợi tới tới lúc bạn sang đây rồi mới tính đến chuyện ấy, thì có thể bạn sẽ phải ở những nơi rất là đắt hoặc là không vừa ý. Muốn liên hệ với các thành viên VSA thì các bạn hãy vào trang web của VSA là muvsa.org. Về vấn đề sách thì tôi nghĩ rằng các bạn không nên mang bất cứ một quyển sách nào từ Việt Nam sang đây. Nếu mà có một quyển sách nào tiếng Việt mà các bạn không thể không đem sang thì các bạn có thể dùng cái hình thức là chụp hoặc scan lại rồi lưu vào trong ổ cứng của máy tính. Còn nếu mà đấy là sách tiếng Anh thì tôi cam đoan với các bạn là các bạn có thể tìm bất cứ một quyển sách tiếng Anh nào ở trên đất Mỹ này nói chung và ở Missouri này nói riêng.